Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Tối ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Trước đó, chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình cho biết, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống và hữu nghị bền chặt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Ấn Độ cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Năm 2016, hai nước đã xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng hai bên sau khi xác lập khuôn khổ quan hệ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời sang thăm Ấn Độ sau khi Ấn Độ bầu cử Hạ viện và có chính phủ nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, theo ông Bình, chuyến thăm cũng diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định Geneva mà Ấn Độ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy đàm phán và ký. Với bối cảnh như trên, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, góp phần thắt chặt quan hệ giữa lãnh đạo hai nước, nhất là giữa hai thủ tướng. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trọng tâm chính của chuyến thăm là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực đáp ứng những thay đổi của tình hình hiện nay về địa chính trị, kinh tế. Một mặt là củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng ra những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, AI, bán dẫn, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu. Chuyến thăm cũng là cơ hội để hai nước tăng cường chia sẻ về các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực, quốc tế, đồng thời khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển tích cực với nền tảng quan hệ vững chắc và tin cậy chính trị cao. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng 2,5 lần kể từ khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Hai nước còn nhiều tiềm năng trong hợp tác thương mại, đầu tư với nhiều thế mạnh như thị trường đông dân nhất thế giới, kinh tế phát triển năng động. Các tập đoàn lớn của Ấn Độ đang thúc đẩy triển khai hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, dầu khí, dược phẩm, hạ tầng cảng biển, logistics. Về phía Việt Nam, tập đoàn VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô tại bang Tamil Nadu với số vốn cam kết 2 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, tất cả đều phát triển tích cực. Hiện nay, giữa hai nước có hơn 50 chuyến bay thẳng mỗi tuần. Ấn Độ nằm trong top 3 nước có tốc độ tăng trưởng khách du lịch vào Việt Nam cao nhất. Lượng khách du lịch Ấn Độ sang Việt Nam trong 4 năm qua gấp 2,5 lần. Phó Thủ tướng kiểm tra việc khắc phục sự cố 5 công nhân than qua đời. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn tại công ty than Hòn Gai, TKV, khiến 5 công nhân qua đời. Chiều ngày 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn và kịp thời động viên, chia buồn với gia đình người bị nạn. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Cao Tường Huy, lãnh đạo TKV và công ty than Hòn Gai TKV báo cáo về diễn biến của sự cố cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn và công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân, Phó Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương của các gia đình nạn nhân. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân, kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Tập đoàn TKV, công ty than Hòn Gai TKV và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động khai thác than, không để xảy ra các trường hợp tương tự. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bày tỏ, tai nạn lao động làm 5 công nhân qua đời tại công ty than Hòn Gai TKV là một sự cố rất đau xót, là điều không hề mong muốn trong quá trình lao động sản xuất. Với tinh thần thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, tỉnh Quảng Ninh đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, các vấn đề về an ninh, an toàn trong quá trình khai thác than được tỉnh Quảng Ninh và ngành than đặc biệt quan tâm. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ cùng TKV để rút kinh nghiệm đối với công tác an toàn lao động trong quá trình khai thác than để không có những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Cùng với việc nhanh chóng khắc phục sự cố, tập đoàn TKV và công ty than Hòn Gai TKV tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho công nhân để người lao động yên tâm sản xuất, tiếp tục tăng cường năng lực khai thác, đáp ứng than cho nền kinh tế. Như báo giao thông đã đưa tin, lúc 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại công ty than Hòn Gai TKV ở thành phố Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò làm 5 công nhân qua đời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở khi các công nhân đang khai thác than. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TKV và công ty than Hòn Gai TKV và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Đến 5 giờ 28 phút sáng ngày 30 tháng 7, toàn bộ 5 công nhân qua đời đã được đưa ra khỏi lò. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 25 triệu đồng trên một người qua đời, TKV hỗ trợ 20 triệu đồng trên một người qua đời. Công đoàn TKV đã hỗ trợ 20 triệu đồng trên một người qua đời. Công ty Than Hòn Gai TKV có trách nhiệm giải quyết các chế độ theo quy định của pháp luật, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu là 100 triệu đồng trên một gia đình. Cũng trong ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng tuyệt đối không để người dân vùng úng ngập ở Hà Nội đói. Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng chống ngập úng tại các địa bàn nghiêm trọng nhất của huyện Chương Mỹ, thuộc các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, nghe các đơn vị liên quan báo cáo, nghe người dân phản ánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong ứng phó mưa lũ lớn trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng úng ngập trong những ngày tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong đó tiếp tục bố trí lực lượng canh gác khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra sự việc đáng tiếc, huy động các nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo đời sống người dân, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị khát, bùng phát dịch bệnh. Khi nước rút, huyện cần khẩn trương vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Về lâu dài, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng phó, thích ứng lũ rừng ngang, mưa lớn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng đã vượt qua dòng lũ đến thăm, tặng quà, động viên các hộ dân xã Nam Phương Tiến, nơi úng ngập nghiêm trọng nhất của huyện Chương Mỹ. Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường, tính đến chiều 30 tháng 7, trên địa bàn huyện vẫn còn 24 thôn, xóm thuộc 13 xã, thị trấn bị úng ngập. Trong đó, 1.491 hộ bị ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét, 3.754 người phải sơ tán, 5.341 người cần hỗ trợ nhu yếu phẩm. Chủ động triển khai phương án và chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về đảm bảo đời sống người dân, huyện Chương Mỹ đã huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân vùng úng ngập. 1.731 thùng mì tôm, 2.765 bình nước uống tinh khiết, lắp đặt 14 téc nước sạch sinh hoạt, 465 chai nước mắm, 100 lít dầu thắp sáng, 200 chai dung dịch vệ sinh, 1.000 gói thuốc nhỏ mắt, chống tiêu chảy, phòng ngừa chân tay và dung dịch khử khuẩn, tặng 157 suất quà bằng tiền mặt. Hỗ trợ, thăm hỏi gia đình 5 công nhân qua đời do tụt hầm lò ở Quảng Ninh. Sáng ngày 30 tháng 7, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long và các đơn vị chức năng của địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại công ty Than Hòn Gai. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh viện Bãi Cháy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chia buồn với những mất mát của thân nhân những người gặp nạn, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ nạn nhân qua đời 5 triệu đồng trên một người. Như báo giao thông đã đưa tin, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại khu vực lò chợ bằng mức 110, vỉa 12, giáp khẩu của công ty Than Hòn Gai TKV thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, nhóm công nhân 5 người đang làm việc thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là trong quá trình đang sản xuất, than ở lò chợ tụt xuống gây vùi lấp, khiến 5 công nhân công ty Than Hòn Gai TKV gặp nạn. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Được biết, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ 20 triệu đồng trên một người qua đời. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng trên một người qua đời. Công ty Than Hòn Gai sẽ giải quyết các chế độ theo quy định của pháp luật, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu là 100 triệu đồng trên một gia đình.